Cảm ơn ông anh đã không hút thuốc trong rạp. Thường lắm. Cảm ơn anh vì đã không livestream trong rạp. Thường lắm. Sao bữa nay có nhậu? Bà không được dùng điện thoại trong rạp phim. Karaoke không? Yeah. Cảm ơn mấy chú vì đã im lặng trong lúc xem phim. Đủ làm chi? Trời, ai biết được trời cái này nè con. Để đi lên tuổi. Nước sôi nè mấy đứa ơi, nước sôi. Đây anh ơi. À. Cảm ơn vì đã không đem đồ ăn vào rạp. À. Vô đi. Mẹ để con làm ăn. Đừng nghe bà kể, đi coi nó mới phê ha. Hẹn mọi người cùng ùa ra rạp câu phim.